Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Minecraft. Và hôm nay chúng ta sẽ không gặp team clan nào hết, và chỉ có lác đác thanh niên VIP 8 và hai team khác nhau. Đây là những ngày cuối cùng của cái mùa rank này. Anh em nào chưa lên huyền thoại thì hãy cày nhanh vào luôn nha. Chứ còn không thì nó reset rồi thì tiếc lắm. Ok, mát khó công rồi, tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta không gặp team clan mà, chỉ có gặp linh tinh thôi. Tại vì khi mà gặp team clan thì nó áp lực nhiều hơn. Chứ còn bây giờ không gặp team clan thì cứ đẩy thôi. Anh em cứ lên nhịp nhàng, phối hợp nhịp nhàng, một người công, một người thủ. Đấy. Rồi lên thôi, úi giời đua TMP kìa. Lên thôi bạn ơi. Cầm đua TMP thì sợ gì? Đấy. Rồi, thế nhiên đẩy được hai thằng rồi, mình sẽ tiếp bước ở đằng sau. Á đủ, làm gì mà căng vậy? Hết cả hồn. Cậu này không có kiêu mác nha, mình phải mặc kiêu mác ring cho nó đẹp. Thiên nhiên kia tự dưng lại dí cái đầu của nó vào cái đầu súng của mình. À, thấy rồi, một thanh niên lấp ló trên khu vực cao A. Làm gì vậy ba? Làm gì trên đấy vậy? Quay tay à? Ở trên này, trên này. Úi dồi, trên này. Ơ, hai quả bom đáp vào, đéo chết. Hư cấu. Rồi thanh niên này đã nhanh chân rút khỏi cái chỗ đấy rồi, nên mình phải đặt bom thôi. Đấy, phải đặt bom. Hình như là mình đặt bom là được cộng thêm AP nhỉ. Rồi né flash vào, vẫn nhây, vẫn đứng quay tay trên khu vực cao A. Hay lắm bạn ơi. Bên kia hình như nó đẩy thằng nào ấy. Đúng rồi, ném khói lao vào đây này. Khó lắm. Đúng rồi, ném bom kìa. Yêu lắm cơ. Hình như thằng khác, thằng lúc nãy hình như nó ném bom rồi mà. Mình không nhớ, hình như là chưa. Bạn xuống thì xuống đi. Bây giờ xuống thì xuống, không xuống thì cút. What the hell, đi đường khác rồi. Khô lời, nó đi vào khu vực nhà hoa, nó đẩy lên đèn. Và chúng ta sẽ tiếp tục trận 2 nào. Hình như team này hơi bị khoai này. Người ta không phải là team clan nên nó phối hợp không được nhịp nhàng. Đâm ra là dễ bị thủng lỗ này, thủng chỗ kia, không kịp vá lại. Đấy. Rồi bên mình đã có đua TMP nó đẩy rồi, nó gánh team nữa rồi. Bạn ơi, ăn ít thôi, lòi mồm ấy. Rồi sấp mặt lờ. Cái tội ăn nhiều này. Đây đây đây. Rồi. Này thì cung này, dạo này hơi cầm cung hơi bị nhiều nha. Nó cho cái cung vào, đâm ra anh em cứ lạm dụng cái cung, làm cho mùa rank này, đấy chứ nhầm, những ngày cuối rank nó càng thêm lộn xộn. Não hết cả ruột. Đâu rồi? Đi đâu bạn ơi? Mình sẽ đi theo sau cover. Mình cảm thấy rất là khoai. Đi theo team thì cover nhau nó nhịp nhàng hơn. Tại vì mình đi team mà, có phải đi một mình đâu. Xoắn lên cả, xoắn hết cả lên. Nhưng mà các bạn có đi theo đi một mình đi đi chăng nữa thì các bạn cũng đi theo mọi người để cover nhau. Thì cái đấy nó dễ dàng đẩy hơn. Thay vì các bạn đi lẻ thì dễ bị bắt lẻ hơn. Đi chậm thôi. Bớt đi chậm nào. Thôi. Cắt. Diễn quá sâu. Nhìn mọi. À đây rồi. Rồi. Hay thế nhở. Thật là hư cấu. Nó đã kịp la liếm mất con hàng của mình. Tuyệt vời. Bạn ơi bạn hay lắm. Mà đấy là con hàng của nó mà. Rồi đẩy vào. Đẩy vào đi bạn ơi. Đấy đấy đấy, dầu nhất đây. Đấy. Đấy đấy đấy. Ấy chết nhầm, mình có phải quảng cáo bột giặt đâu nhỉ? À, lục đầu bò. Tuyệt vời bạn ấy. Lao vào la liếm này. Khó lắm. Một khi đã yếu thì đắp chiếu vào mà ngủ đi. Chứ đừng có lao lên làm cái gì cho nó mệt người. Mà không được. Nếu mà đắp chăn đắp chiếu mà ngủ thì team team của nó sẽ chửi nó sấp mặt lờ, nó sẽ tố cáo nó lên VG để khóa cái tội phá rank. Rồi mà một mình nó cũng không cân được mà. Làm gì mà căng, đâu rồi? Hàng đâu? À, đây rồi. Đôi giày. À đủ. À đây đây đây. Đậu xanh. Này thì gỡ bom này. Ui rồi, tôi. Anh em đâu?
Tiếp nó, mình chuẩn bị mất trinh rồi. Cover me. Cover me. Rồi xong rồi. Đậu xanh hai thanh niên kia không biết lấp ló chỗ nào để nó móc mình. Và đã là mình mất trinh. Cạn lời. Thanh niên TMP này ăn dễ nhở. Chỉ cần nhấp 2 phát thôi. À, đối với một người thì cần nhấp 3 phát thôi là đã tịch một mạng. Cao lắm thì 2 phát. Và bình thường yếu yếu thì 1 phát thôi. Dã man lắm. Cái khẩu TMP cũng bật xế chùm lên thì má con nhà bác đạo rồi. Rồi pha lúc nãy không được ai cover. Đâm ra là mất trinh rồi. Bây giờ em là gái 18 đã mất trinh. Ai còn thương em không hạ? Ai thương thì hãy thả tim cho em nhá. À chết nhầm, thả like. Đâu rồi? Đấy, cứ lấp ló với nhau đi. Lấp ló với nhau đi. Từ từ xem nào. Bây giờ đẩy lên nào. Sợ gì nhở? Sợ nhất là mình đẩy lên một mình là mình chết một mình thôi. Cần phải cả team đẩy lên cơ. Thế nó mới cover nhau được. Chứ một thằng đẩy lên, mình hay đẩy lên một mình lắm. Thế là toàn bị móc thôi. Như thế dễ chết nhiều. Chết nhiều thì lại bị âm kill die. Đấy. Có người đẩy lên thì chắc là mình sẽ đẩy lên thôi. Úi dồi, ném khói thế kia thì làn khói mù mịt. Làm sao lao được. Nhớ đâu nó đặt vài cái trong gai ở dưới thì mình đạp phải thì sấp mặt lờ. Rồi có người đẩy lên thì mình sẽ lên thôi. À khu vực trong này có người. Thôi xong rồi, nó liếm rồi. Nhìn thế ba. Mới thấy bắn nhau một tí thôi. Ta kêu ngay được đối phương rồi. Bạn nhìn quá. Nhìn quá bạn ấy. Nó clear sạch rồi. Đấy. Có mạng nào. À bên này, bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này. Bên này. Đâu rồi? La liếm mới được. Đâu rồi ba? À, đôi giày. Đây rồi. À, hi hi. Nó cân tận hai thằng. Cạn lời. Cái tội tham mạng ấy. Người ta gọi là tham thì thâm. Đấy mà dâm dê thì dễ bị liệt chim lắm. Mà làm sao không nằm xuống được. Hai thằng la mà la liếm như đúng rồi vậy. Còn vâng, nó pha lúc nãy nó không bắn mình. Nó bắn thằng kia. Ôi giời ơi. Nhảy mít coi mà. Không để người ta xuống để nhảy lại. Mệnh nó chơi luôn một mả đạn vào mồm. Vâng, mình còn 59 tiết. Hay lắm. Được được. Bạn chơi hay lắm. Bạn rất là tuyệt vời. Mình yêu bạn. I love you. Đâu rồi? Ôi, tinh niên kia nó đẩy xịt rồi. Hay lắm, một mình ăn 4 thằng. Được, được. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Đậu xanh. Đậu xanh nó ăn một mình ăn tận 5 thằng. Hay lắm, DM. Trận cuối nó ăn tận 5 thằng cơ ạ. Mà đua TMP mà, nó đẩy lên dễ có mạng lắm mà. Nếu mà không bị móc thì nó phải gọi là clear team ấy. Còn bị móc thì sạch mồm. Nó khóa mõm lại luôn ấy. Cần một người nào đó khóa mõm nó lại. Thế đấy, nào ăn nhiều vãi. Ok, và chúng ta sẽ gặp Clan Penta. Ơ, nhìn cái tên này. Hư cấu vãi. Clan Penta. Mà tên thì toàn Eva thôi. Chắc là không biết là bên Clan Penta đã dùng cái mưu kế và thủ thuật gì lôi kéo rất là nhiều thanh niên từ Clan Eva sang. Chưa kịp đổi tên. Dã man thật. Hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng một bạn nữ, đó chính là Linh Miu. VIP Linh Miu ấy. Có tên Facebook là gì ấy, Linh Nhi. Đậu xanh, mình cứ nhìn vào cái ảnh Facebook thôi. Nhìn rất đẹp cái. Nhưng mình có một cảm giác rất là bất an anh em ạ. Nó kiểu như là gay gay ấy. Kiểu như là người ta mới chuyển giới sang nữ ấy. Rất là giống luôn. Không biết là sau khi anh em biết được Facebook thì sẽ nghĩ gì. Nhưng mình, cái cảm giác của mình là không bao giờ. Cái cảm giác lần đầu là nó luôn luôn là chính xác anh em ạ. Rồi kênh đi. Kênh đi bạn ơi, vứt bom ra thả thính à. Không biết bọn kia có chịu đập thính không nhỉ. Mình thấy có một cảm giác rất là hư cấu. Rồi tuyệt vời. Hình như là có thằng đập thính rồi. Ôi lag. Trời ơi. Đang bắn với team clan mà còn lag nữa. Rồi vứt bom thì vứt đấy thôi. Thả thính mà. Mình thì mình không đớp thính đâu. Thằng nào đớp thì đớp đi. Mình là quyết tâm không cầm bom. Không biết là nó kênh giữa này không nhở. À, đôi giày. Đây rồi. Nghĩ gì?
À, ôi thôi xong rồi. Đậu xanh khẩu AK mệnh đấy nhở. Dã man, khẩu mình yếu quá, cấu chỉ được 70 tiết thôi. Làm sao ăn được cái khẩu AK chứ nhở? Cái tốc độ xả đạn, cái lượng đạn của nó, dã man. Nói chung là hàng cuối bát thì không thể bao giờ ăn được. Cái khẩu này bên China thì là hàng free nhá, chứ không phải mất tiền. Đâu rồi, cố lên bạn ấy. À, bây giờ chỉ còn bạn ấy và thằng kia thì mình cấu 70 tiết rồi, còn 30 tiết rồi. Cố lên bạn ấy. Nữ gánh team nào? Bình thường thì mình hay thấy nữ gánh team lắm. Rồi, không kịp rồi. Vâng, không biết là thanh niên đấy giết bạn nữ của mình như thế nào. Chắc là một cách cực kỳ là man rợ và đầy thú tính. Nữ mà, nó quyết tâm là hiếp, hiếp và hiếp thôi. Cay lắm, thật là khổ tâm. Tụi mình không thể làm một cái cánh tay bao bọc để chỉ trẻ trơ cho bạn được. Sorry bạn nhiều. Đấy, đấy là lỗi của tụi mình. Lần sau thì mình sẽ cố gắng bảo vệ bạn hơn. Rồi, vào đây để câu kéo bạn ấy lên mắc rank nhưng không được rồi. Gặp team clan mạnh quá, tụi mình không ăn được. Sorry bạn nhiều. Và mình thì mình không đeo mic các kiểu, tại vì làm clip mà. Rồi, anh em muốn đẩy sang B thì mình sang B cover thôi. Làm gì mà căng. Ui, đậu xanh. Mới lướt qua một giây thôi, quả bom nó cấu ngay 7 tiết. Rồi, thằng này đứng trong này làm gì vậy bà. Úi rồi, lục đầu bò, được, được. Tôi đi phòng nào cũng gặp lục đầu bò ấy nhở. Đậu. Bây giờ sao đẩy đây. Khó quá, team mình toàn ngáo không à. Rồi, không đẩy được. Team người ta quá mạnh và không có người cầm đua TMP. Bây giờ mà có một người cầm đua TMP thì vào đẩy một nốt nhạc nhỉ. Một thằng cover còn một thằng đẩy. Tuyệt vời. Cứ nghĩ đến thôi, biết nó sướng sung sướng đến nhường nào. Đấy, thì mình là một con người hay nghĩ đến những cái gì đấy mà sung sướng thôi. Cứ ảo tưởng sức mạnh thôi. Nhưng bây giờ mình có TMP mà mình rút ra thì không được. Tại vì đang làm clip về khẩu AK47 mà. Sorry bạn nhiều. Tại vì mình không thể gánh bạn được. Mà mình có rút đua TMP ra thì mình cũng ăn được vài thằng thôi. Nhưng cũng đủ có thể giúp bạn có thể đẩy lên. Giúp cả team vượt qua số phận. Nghĩ gì? Rồi. Đâu rồi? Vào cái bom nha. Ôi, ôi giời ơi, mới thấy thôi, chưa kịp đặt bom. Rồi. Mình phát hiện muộn quá, đậu xanh mới mới sờ cái tay vào quả bom cái là thấy rồi. Đậu. Không được rồi. Khoai quá. Anh nhé, gần hết thời gian thì anh em phải biết là cô chạy vào để cover mình nhá. Họ thủ ghê. Map này khó công mà. Còn đối với cái team gà như thế này thì bảo làm sao mà ăn được. Họ đi nguyên team còn mình đi lẻ tẻ mà. À, mình mời một số thanh niên trong clan cùng với thanh niên ấy chứ nhầm. Bạn nữ kia cũng mời thêm một số bạn bên clan bạn ấy. Đâm ra thì team nó lác đác nên không phối hợp và nhịp nhàng ăn ý với nhau được. Chứ còn nếu mà mời full clan god của mình thì thực sự nó ăn đứt cái clan cái team này. Nếu mà mời full team. Còn đây đi không full team thì chịu rồi. Đấy, đẩy lên mình sẽ tương flash cho chúng nó ngửi. Tương thêm bom để cho chúng nó biết mùi. Bom của mình nó mạnh đến cỡ nào. Ôi, ném bom xa quá. Rồi yếu rồi này. Yếu. Yếu rồi này. Đâu 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 còn bên này. Nghi gì? Còn bên này nữa. Ôi đông thế nhở. Đông thế nhở. Ôi hay quá. Liếm được 3 kill rồi. Cố lên cố lên. Chúng ta sẽ bật kèo nào. Ôi con à. Ôi giời ơi đậu xanh nó nữa. Eva Dương. Rồi tuyệt vời. Hay lắm. À, chúng ta sẽ lật kèo nào. Cố gắng bật kèo nào. Kèo này là kèo khoai. Cố gắng bật. Cố gắng bật là được. Nhưng mình nghĩ khoai lắm. Còn 4 trận nữa mà. Không thể bật được rồi. Bắt đầu cả có cảm giác bất an rồi.
nhưng cố gắng hết mình thôi. Lúc đầu thì hổ báo lắm, định mệnh, phát sau mới biết mùi nó mạnh hơn mình cỡ nào. Bị tí nhá, đừng để nó móc, lên hết đây thì nó móc ở nhà thì sắp mặt lờ. À, cũng kỳ nhở, mình chơi 3 trận rồi không thấy thằng nào móc lên nhà. Mà team mình cũng thủ cái mà nó cũng không dám lao lên, team nó thủ trong nhà thôi, nó cũng không dám lao lên để mất người. Á à, đủ cung này, được được được, mình sẽ qua. Á à, kìa, đậu xanh bắn bạn tao này, nghĩ gì dễ ăn vậy à? Rồi thôi xong rồi, trên khu vực, ôi giời ơi, đậu xanh đâu nữa, mình biết ngay là trong đấy có người. Mình tính đi vào ngách này để mình cam cơ. Ôi thằng này đi vào đây mà không làm việc gì đấy. Ôi giời ơi, được rồi, một bé. Chán đấy nhở. Đậu xanh. Yêu một tí nữa thôi là mình lách qua được cái ngõ là mình ăn được rồi. Mình mà lách qua được cái ngõ thôi, làm gì được mình. Rồi, chơi móc thế, mình bị lag nữa. Thấy các bạn thấy không ạ? Mình bị lag nên mình chết rất là dị nữa. Chán đấy. Một tí nữa là mình ăn được cái thằng kia rồi. Nhưng mà nếu mà mình đứng lại, mình biết nó, mình vào cái ngõ đấy thì có khi là mình ăn được nó. Nếu mà mình chạy thì mình bị mất người. Mình bị thua thế là vì nó móc sau lưng mà. Kiếp quá, mình xử lý kém quá trời ơi. Mình xử lý hơi bị kém. Phải đấy, mình cứ nghĩ là nó đứng ở trong kia, nó không dám lao ra. Thôi, tất cả chỉ là ngụy biện. Và chúng ta sẽ cùng cố gắng trận tiếp theo. Rồi, cố lên à. Cố lên, cố lên. Đừng để cho... À, gì vậy? Mình cứ tưởng tim người ta lao lên. Cấu. Lên lại vứt bom thả thính các kiểu. Động sinh. Cẩn thận thôi, đừng lên. Mình nghi lắm. Bọn này sẽ giở trò đồi bại. Giở trò đồi bại, mình té rồi. Đừng lên bạn ơi, mình nghĩ khoai lắm. Rồi, rất là khoai luôn. Cẩn thận đấy, nó bắn đi con bé kia rồi, đậu xanh. Sao đi một mình đấy nhở? Lỗ cái gì bá, đi một mình rồi chết. Cạn lời. Đi về đi cùng team này. Một mả người ở đây không đi. Cứ thích đi linh tinh, lỗ A lên à. Đậu xanh đi tiếp một người nữa rồi. Ôi giời ơi, cầm lục đồ bò cay đấy. Ố, nghĩ gì? Rồi xong rồi.